chúng tôi đi ngang qua một khu chợ nhỏ, bên ngoài ghi là chợ Nhật. Chúng tôi đã vào trong và thử trong xem trong này bán những cái gì. Bên trong cũng bán một số hàng của Nhật, Hàn Quốc, các loại rượu, nói chung là Nhật, đồ Nhật và Hàn Quốc khá nhiều. Chợ này khá nhỏ, chỉ có những mặt hàng khô và một ít hàng đông lạnh. Đây là một trong những loại bia rượu, có lẽ của Nhật. Chợ này rất vắng, chúng tôi vào không thấy khách. Đây cũng có bán tương ớt của Việt Nam nữa. Are you videoing? Yeah. For somebody, friend or? Yeah, friends. Oh, okay. Yeah. I didn't know it would be. H-mark people.